Xin hướng dẫn phần intro của bài Anh cứ đi đi. Qua đây xin hướng dẫn các anh chị một trong những thủ pháp để làm cho cái phần đệm của chúng ta trở lên xuyên suốt và nổi bật. Đó là dùng 2 nốt hoặc 3 nốt nhạc xuyên suốt cả một quá trình hợp âm. Ví dụ ở trong bài Anh cứ đi đi của Harry Won thì ta có những hợp âm như sau: đầu tiên mi thứ, sau đó đến la thứ, sau đó đến rê trưởng hoặc là rê bảy, rồi đến son trưởng, rồi đến đô, rồi la, pha thứ bắt pha thẳng và si bảy. Đó. Bây giờ chúng ta tìm cách tìm các nốt xuyên suốt của nó. Ở trong bài người ta dùng 2 nốt xuyên suốt là nốt pha thăng, nốt mi, nốt pha thăng và nốt son. Đấy, nhắc lại nhé, nốt mi, pha thăng và son. Cứ thế. Ví dụ, đầu tiên mi thứ này, mi pha mi. Đó, thế là cũng vậy. Nhờ hai cái nốt này đó, nó làm cho chúng ta cảm giác cái bài nó cứ ám ảnh bởi hai cái nốt đấy, đều đặn như vậy. Và chúng ta cứ đánh đều đặn như thế suốt cả bài cũng được. Ví dụ bắt đầu intro, thấy có rất nhiều bài hát đánh cái kiểu như vậy, có hai nốt nhạc xuyên suốt giúp cho bài hát trở nên hay hơn rất nhiều so với cách đệm thông thường.